Lũ lụt miền Trung năm 2020. Dịch Covid chưa ngớt, năm 2020 miền Trung gặp thảm họa. Khoảng tầm giữa tháng 10, mưa lớn, sạt lở đất, nước liên tục dâng cao, nhiều lợn bò nhà cửa bị lũ cuốn chìm sâu. 27 người mất tích, người chết hơn 100, gồm cả đoàn công tác. Những cái chết thương tâm. Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình, giao thông bị chia cắt, tình cảnh thật điêu linh. Điện mất, lương thực hết, nước lạnh ngập toàn phần, mưa tiếp tục chút nước, thêm chồng chất khó khăn. Một bà bầu còn trẻ, đau đẻ gặp thiên tai, nửa đường bị nước cuốn, một xác hai mạng người. Thay vì quà chúc phúc, ngày phụ nữ Việt Nam, bao người mẹ người vợ, mấy đêm không chỗ nằm. Thay vì quà chúc phúc, các chị lệ hai hàng, giữa mênh mông mờ mịt, nửa đêm đẩy thuyền tang. Trong tình cảnh nguy khốn, tình ba miền đồng bào lại trỗi lên mạnh mẽ, nét đẹp đáng tự hào. Thủy Tiên, một ca sĩ, quyên được 100 tỷ đồng, số tiền lớn ghi nhận, cao cả những tấm lòng. Tấm lòng không lạnh giá, như cỗ máy vô tình, giả vờ rằng ai đó sẽ làm việc thay mình. Bạn ơi, đã đến lúc ta trở về mái nhà. Những đứa con của mẹ đã bỏ đi rất xa, bỏ theo lời cám dỗ và hưởng thụ si mê. Bao nhiêu rừng đã chết, bạn ơi hãy trở về. Chỉ cần biết tỉnh thức, sống giản dị yêu thương, ta có thể làm được biết bao.